Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia chương trình này góp nhận 25 tóc cần ZATU cực khoảng 20 đô các bạn. Con này gao 2, gao 1 trước kia mình đã làm nó về nè các bạn. Giờ tóc cần là ZATU các bạn. Đây con này gao 2. Thì để tham gia ngày hôm nay mình link phần link mô tả như video của mình. Mở thử ra mình sẽ start cho chatbot các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn tiếng Anh nha các bạn. Cờ bóng mình cho này góp nè. Chủ cho nhóm chat nè, ba cá nhiệm vụ chơi thì các bạn follow nữa các bạn, các bạn mới đáp lời các bạn. Tiếp tục các bạn follow cho tao quyết cho tìm inbox nè các bạn. Rồi các bạn đây mình đã làm gói cho các bạn, tao quyết rồi các bạn mới đáp lời các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet post nữa nè. Các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tờ tweet nè các bạn. Bí đi game nè, các bạn like nè. Chuyện tờ tweet nè. Chương trình group này tới tháng 7 mới phân phối các bạn. Tiếp tục con follow và retweet. Ba kênh tờ Twitter ta. Thì các bạn cũng theo dõi nè các bạn. Đây là một dự án khá là tiềm năng đó các bạn. Đồng coin này hiện tại chưa có lượng giao dịch các bạn. Bắt đáp lại các bạn. Và các bạn follow Medium, Reddit, YouTube, Subscribe nè. Follow nè. Đây thì một những bạn nào đã có làm thì bạn chỉ bấm vào Register thôi các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn. Cái này chứ gì ta. Bot là cái bút. Bot là cái bút. Phan các bạn. Nhấp vào đây các bạn coi chữ này dịch ra bạn, chữ bot này là cái bút các bạn, cái hộp chứ. Bạn nhấp vào cái hộp nè. Rồi bấm menu nè. Các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha. Nhiều anh như Quỳnh. Mình gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB Smart Chain vào nha bạn. Thì bạn mình địa chỉ chocolate mình ra nè. Dòng 1 mình đã về được 30 tốc căng các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain. Rồi sẽ chép lên. Và bắt đáp lên. Rồi bạn dán vào người ta các bạn. Tiếp tục bạn gỡ link Twitter của tất cả các bạn cho nó nè. Cho bot nè. Thì các bạn copy Twitter mình nha. Này bạn chỉ khai báo là thôi. Yêu cầu gì thì bạn khai báo nó. Tờ máy sẽ đứng máy kỹ ta. Chú bot. Bạn gỡ một cái link request dự án đó nè bạn. Thì các bạn mở từ Twitter của mình ra các bạn. Các bạn nhấn cho bao gạch cùng nè các bạn. Các bạn nhấn cho hồ sơ nè. Bài nào đâu ta, bạn đã thích lại bài nào đâu ta, bài này nè các bạn, cái bài có hình scan nè các bạn, các bạn sẽ chép lên Twitter nha các bạn, chờ bạn mới đáp lên, bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục gỡ thêm một đường link nữa ta. Gỡ thêm một bài request nữa thì các bạn nhấp vào đây nữa các bạn, request thì đỡ cho đó nha các bạn. Chỉ cần như ta quyết tiếp tục nè. Rồi các bạn cứ mở tờ Twitter mình ra nè. Nhấp vào sơ nè. Gì đâu nó kêu gỡ 3-4 bài tờ quyết mà mình không biết. Nó không nói rõ bài nào luôn các bạn. Mình sao chép chia sẻ nè. Sao chép Twitter tiếp tục. Gán này thiệt tình. Rồi tiếp tục bạn ấm hay heo son nè.
Request tiếp tục enter request link nó kêu gửi thêm một cái link request nữa các bạn, thì các bạn cũng nhấp vào request tiếp tục nữa các bạn, bạn like và công ty quyết tiếp tục nữa các bạn. Giờ bạn bắt đắp lên chia sẻ nó sẽ giúp được tôi tiếp tục nữa các bạn. Bắt từ đây cái nữa các bạn. Chatbot tiếp tục nữa. I have Sonyo. Rồi tiếp tục mình gửi đường link minimum cho nó các bạn. Bạn cũng copy đường link minimum của mình gửi cho nó các bạn. Giờ bạn mà đắp lên. Tại cái máy. I have rồi bấm máy I have John Net nè bạn. Tiếp tục gửi một cái link request edit nha bạn. Nhỏ nhiệm vụ chứ. Link edit thì các bạn cũng tìm một cái link mình nha bạn. Edit mình này nè bạn. Bạn copy link edit mình nha bạn. Cái chatbot nữa nè. Rồi bấm I have so net nha bạn. Tiếp tục gửi đường link YouTube của mình nha bạn. Mình đã làm đây nè. Rồi mình gửi tiếp cái bot mà. Rồi bấm I have so net nha bạn. Rồi bấm I have so net. Rồi tiếp tục thì các bạn lấy chìa lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm thuốc cần nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.